các bạn thân mến buổi chiều ngày hôm nay gặp lại các bạn À, chúng ta có một cái buổi demo về khóa học 10 ngày. đây là một cái khóa học mà đang có rất là nhiều bạn băn khoăn không biết là có nên đăng ký hay không. cũng có rất là nhiều bạn thì đã à, đăng ký rồi và bây giờ chỉ đợi đến ngày khai giảng thôi. thế nên là ngày hôm nay chị muốn có một cái phần phát trực tiếp ngắn cùng với các bạn để chúng ta cùng demo thử một buổi xem là ở trong cái khóa học 10 ngày này thì chúng mình sẽ học được những cái gì nhá. ok chưa nào? ngày hôm nay thì cái bộ tài liệu này có vẻ là một cái bộ tài liệu Khá là hot đối với các bạn đúng không? Rất là nhiều bạn đang quan tâm tới bộ tài liệu này. Xin chào các em, xin chào Như Quỳnh. Ok, xin chào Trâm Anh, xin chào. Xin chào các bạn, hiện tại đã có 200 bạn đang cùng xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi. Ok, xin chào Phú Sang, xin chào Gấm, xin chào các em. Nhanh chóng chia sẻ phần này, phần phát trực tiếp này về trang cá nhân của mình nhé. Ok ông nào? Rồi, xin chào các bạn, xin chào Hồng, xin chào Mỹ Lệ. Rất là nhiều bạn đã trở thành fan cứng của Fanpage Học Văn Trị Hiên rồi và sắp tới sẽ chào đón Fanpage Học Văn Trị Hiên chính thức là có 80.000 người theo dõi. Đối với cả team Học Văn Trị Hiên thì đây là một con số thực sự là rất là khủng khiếp. Thực sự là như vậy. Và tất cả mọi người trong team thì đều vô cùng hạnh phúc về điều này. Rồi chúng mình sẽ cùng xem là ở trong cái tập này tài liệu này có gì nhá. À đây chính đây là tập tài liệu của chị thế nên là chị đã ghi tên chị vào đây cùng với một cái lời quyết tâm cho chính bản thân mình. Đó chính là khi mà bạn tin vào chính mình ấy thì bạn nhất định sẽ thành công. Quan trọng nhất là chúng ta phải có niềm tin vào chính mình và đây cũng chính là cái lời gửi gắm của chị gửi đến các em. Ok không ạ? Chúng mình sẽ cùng demo một cái buổi trong khóa học 10 ngày cùng với chị sẽ khai giảng vào 23 tháng 7 này nhá. Không biết là ở đây thì có bạn nào Ok xin chào Thúy Đang, xin chào em. Xin chào 400 bạn đang xem phần livestream này Chị cần một cái bút Ok, rồi các bạn ơi Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái tập tài liệu ngày hôm nay chị có nhá Được không ạ? À? Đây là cái tập tài liệu mà các bạn sẽ được gửi tặng miễn phí à, Tức là gì ạ? À? Chị sẽ gửi bản mềm cho các bạn đây là cái tập tài liệu các bạn sẽ nhận được miễn phí khi tham gia vào khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên. Bởi vì là không còn thời gian nữa rồi nên chị đã cố tình dùng cái từ chạy ở đây để thể hiện cái sự gấp gáp và đó cũng là cái tinh thần của chúng ta trong cái khóa học này, quyết tâm, được không ạ? À? Quyết tâm hết sức. Ok, xin chào Phương Nhi, xin chào Linh Nguyễn, xin chào Thái Sơn. Xin chào các bạn xin chào quang linh xin chào em lâu lắm rồi mới thấy vào xem livestream ở trên fanpage của chị nhá quang linh nhá ok xin chào công thị xin chào kim oanh các bạn ơi câu hỏi đầu tiên mà chị muốn đặt ra cho các bạn à chẳng lẽ những ai cũng không không đăng ký thì đâu được nhận đâu phương anh ơi đăng ký khóa học chưa không những bạn không đăng ký là sẽ không được nhận đâu nhá chỉ đây là tài liệu dành riêng cho lớp 10 ngày chạy văn cùng với chị mà được không ạ à? và tài liệu này thì các bạn ấy sẽ được nhận sau mỗi buổi học kết thúc ok không nào ok không nên là đấy là cái sự công bằng dành cho các bạn và ngày hôm nay chị review một chút chị demo một cái buổi học để cho các bạn đấy hiểu về cái khóa học này được không ạ à? À, nếu như mà bạn bè của các em cũng đang mông lung về việc học văn ở giai đoạn cuối này thì nhanh chóng uh... À học xong được 10 không chị <laughs> Cái này thì còn tùy thuộc vào các em nữa Chứ chị chưa bao giờ nói với các bạn là Là học cái khóa học đó xong Thì nhất định là sẽ được 9 điểm hay 10 điểm Bởi vì chị thì bản thân chị luôn nghĩ là Chị chỉ chiếm 30% thôi Còn lại 70% là phụ thuộc tất cả vào cái sự nỗ lực Và cố gắng của các em mà Ok chưa nào Rồi Xin chào Nguyễn Thanh, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau à, Các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với cái phần này luôn nhá Ok chưa ạ? À? Chúng ta sẽ cùng nhau đề mô về một cái phần kiến thức Chị sẽ nói qua về cái thông tin khóa học này và những cái gì mà các bạn được nhận Cậu cả fan cứng đây, em đăng ký rồi nha chị Ok, cảm ơn em Sớm gặp lại nhau trong khóa học thôi à, Có bài mẫu không chị? Xin chào Hồng Thu, xin chào Đào À, từ 6,5 sao lên được 8 vậy ạ Vậy thì đăng ký khóa học với chị thôi Được không nào? Nhanh chóng đăng ký khóa học cùng với chị thôi Còn chờ đợi gì nữa Giai đoạn này thì còn để thì còn phải lấn cấn về bất cứ điều gì nữa Đúng không nào? À để in ra học luôn Cứ bình tĩnh sau mỗi buổi học của chúng mình thì đều có tài liệu gửi cho các bạn Đăng ký như thế nào thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để giữ một chỗ Được không ạ? À? à các bạn ơi Xuân Hoàng ơi có đấy Nếu như mà em đăng ký theo nhóm 3 người thì học phí của chúng mình sẽ tiếp tục được giảm đấy Được không nào? À em mông lung tất cả luôn à Ở đây những bạn nào đang mông lung tất cả ở đây có những bạn nào cảm thấy là mình kiểu đang mông lung quá nhiều thứ Kiến thức nền thì học chưa xong Viết văn thì vớ va vớ vẩn lùng cùng dài dòng Rồi thì thậm chí không có gì để viết Làm nghị luận xã hội thì thấy dở ơi là dở mà tốn nhiều thời gian Phần đọc hiểu thì làm kiểu gì mà lại cứ ngó đi ngó lại mà cuối cùng vẫn sai Ai gặp những cái vấn đề đó Ai gặp những cái vấn... ai ai gặp vấn đề đó không ạ? À, những ai mà gặp vấn đề đó thì chắc chắn là phải gặp chị Hiên ở trong khóa học này rồi, bởi vì đây là cái khóa học mà năm vừa rồi năm 2001 các anh chị học cùng với chị đã có được cái kết quả cực kỳ đáng kinh ngạc, thực sự là như vậy. Có một cái bước chạy cuối cùng để bứt tốc cực kỳ là ngoạn mục và cái kết quả đạt được khủng khiếp luôn. Rồi xin chào Trung Vũ, xin chào em À, Đào Thu Huyền, em bị yếu nghị luận văn học thôi ạ, à. yếu những yếu gì mà lại yếu cái câu nhiều điểm nhất thế này hả? À? Hả Thu Huyền, rồi. Rồi thấy rất là nhiều các bạn gặp vấn đề về văn Thực sự là thấy rất là nhiều bạn gặp vấn đề về văn Vậy thì tại sao lại không đăng ký cái khóa học cuối cùng này cùng với chị Cái cơ hội cuối cùng này cùng với chị Xuân Hoàng ơi em có thể tìm kiếm các bạn đang cùng xem livestream này Và chúng ta ghép thành nhóm 3 người để đăng ký học Để học phí sẽ được giảm nhá Được không nào Các bạn có thể ghép nhau vào thành một nhóm 3 người Sau đó thì nhắn tin cho admin Fanpage học văn chị Hiên À Khóa nào cũng giúp các bạn được 10 điểm văn hết nhưng mà quan trọng như chị đã nói 30% thuộc về phía chị Còn 7 điểm thì phải phụ thuộc tất cả vào em Được không ạ? Rồi, 10 ngày chúng mình sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 nhá các em nhá À, thấy các bạn gặp rất là nhiều những cái vấn đề về văn Thực sự là như vậy Giai đoạn cuối này rồi Cái tinh thần cũng là rất quan trọng đấy Nên là các bạn sẽ cố gắng giúp cho chị Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem luôn nhá Xem là ở trong cái tập tài liệu này thì có gì nhá Được không nào? Xin chào Châu Ngọc Thuận, xin chào em Chị chào em rồi đây Đây ạ đây là những cái đầu tài liệu mà chúng ta sẽ ai ghép chung không kìa có ai đăng ký chung không cho tớ ké với nhanh chóng nhá chúng mình không còn nhiều chỗ cho lớp học này đâu ạ à. tất cả các cái slot đang sắp full hết rồi chỗ sắp full hết rồi chỗ sắp full hết rồi Nên các bạn mà đăng ký chậm là chị cũng sẽ không nhận nữa đâu Đấy, chị nói trước với các em là như thế này các bạn cân nhắc Bởi vì là cái khóa học cốt của chị vừa rồi Rất là nhiều bạn đăng ký muộn và không còn chỗ nữa Đến lúc mà xong còn phải gì ạ Kiểu như là không nói với chị trước mà còn chuyển khoản học phí ấy Thế là cuối cùng là chuyển khoản học phí xong Học văn chị Hiên lại phải chuyển khoản lại trả Bởi vì là không nhận thêm học viên nữa <laughs> Thực sự là như vậy rồi, đây các bạn ơi, khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên và đây là tài liệu buổi học mà các bạn có thể nhận được. Các bạn sẽ nhận được ở trong trong cái quá trình chúng ta học với nhau. Trước tiên ạ, à, thứ nhất, đó là kiến thức nền về các tác phẩm thơ. Ở trong này thì chúng ta sẽ có kiến thức nền về bốn tác phẩm thơ bao gồm Sóng, Đất nước, Tây Tiến và gì à? Sóng, Đất nước, Tây Tiến và Việt Bắc. Ok chưa nào? Học phí của chúng mình là 499 000 các bạn nhé Được không ạ? À? Rồi, tiếp tục cái kiến cái thứ hai chúng ta nhận được đó là kiến thức nền của tác phẩm văn xuôi thì trong văn xuôi này sẽ bao gồm những kiến thức của các tác phẩm như sau Chuyện ngắn vợ nhặt vợ chồng a phủ chiếc thuyền ngoài xa rừng xà nu ký có ai đã đặt tên cho dòng sông à, tùy bút thì có người lái đò sông đà và có thêm cả tuyên ngôn độc lập và hồn chương ba ra hàng thịt được không ạ tiếp tục Số 3, chúng ta sẽ nhận được thêm tài liệu về liên hệ mở rộng cho các tác phẩm để các bạn viết được những cái bài văn phong phú hơn, sâu sắc hơn, được không nào? Tiếp theo, đó là tài liệu liên quan tới phương pháp làm các dạng đề nghị luận văn học, bao gồm dạng đề phân tích, dạng đề chứng minh nhận định, dạng đề so sánh và dạng đề liên hệ. Tiếp theo là chọn bộ mở bài và kết bài tham khảo dành cho các bạn để các bạn có thể làm được cái phần đó nhanh hơn. Tiếp theo số 6, đó là top 20 bài văn chọn lọc từ các bạn học sinh. Thì cái tài liệu này là tài liệu mới nhất, chị đã cập nhật từ lớp code vừa rồi. Bởi vì là cái lớp lập trình văn bản vừa rồi thì có rất là nhiều bạn viết được những cái bài văn cực kỳ là hay. Đấy, thế nên là chị sẽ sưu tầm lại 20 bài văn chọn lọc thuộc các cái đề khác nhau để cho các bạn có thể tham khảo từ các bạn học sinh lớp online của chị. Tiếp tục là bộ 10 đề nghị luận văn học trọng tâm và có phần hướng dẫn chi tiết làm ở trong này số 8 là bộ sơ đồ tư duy các tư duy các tác phẩm để các bạn có thể à, để bản thân các bạn có thể học được dễ dàng hơn và định hướng dễ dàng hơn được không nào và số 9 đó là tập tài liệu thông tin về tác giả tác phẩm thì cái này sẽ phục vụ cho các bạn viết mở bài viết luận điểm một hoặc thậm chí là chúng ta sẽ sử dụng linh hoạt trong phần thân bài của chúng mình nãy của chúng mình nữa chính xác những bạn nào đăng ký khóa học là sẽ nhận được toàn bộ cái phần tài liệu này các bạn nhé được không nào? Bạn nào mà đăng ký khóa học là sẽ được nhận được toàn bộ cái tài liệu này. Trong kho tài liệu của chúng ta là sẽ có cái này. Được không ạ? À? Và chỉ gửi cho các bạn đăng ký tham gia khóa học thôi. Các bạn lưu ý giúp chị ạ. À? Được không ạ? À? Tiếp tục về kiến thức phần đọc hiểu, chúng ta sẽ nhận được tài liệu kiến thức nền phần đọc hiểu. Số 2 là tài liệu phương pháp làm dạng đề đọc hiểu và số 3 là 20 bài đọc hiểu luyện tập có đáp án. Ok chưa ạ? À? Rồi, tiếp theo là về phần nghị luận xã hội, chúng ta sẽ có 6 tài liệu liên quan bao gồm một là tài liệu kiến thức nền, nghị luận xã hội. Thứ hai là tài liệu phương pháp làm nghị luận xã hội các dạng đề, 20 đề và đoạn văn mẫu nghị luận xã hội, 20 đề luyện tập có hướng dẫn chi tiết, hai bài tập thực hành có hướng dẫn cách làm chi tiết và bộ dẫn chứng nghị luận xã hội cập nhật được không ạ? Và những cái tài liệu bổ sung mà chúng mình có ở đây sẽ bao gồm bộ đề thi của các năm siêu tầm có đáp án chi tiết, hướng dẫn cách trình bày bài thi và cân bằng thời gian, hướng dẫn cách thiết lập ý nhanh và viết nhanh ở trong bài thi, được không ạ? Thì đây sẽ là toàn bộ những cái tài liệu mà chúng ta sẽ nhận được khi mà đăng ký cái khóa học này Sau mỗi buổi học thì chúng ta sẽ nhận tài liệu Và team học văn chị Hiên sẽ gửi cho các bạn Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị cái này nhá Đây là về cái phần tài liệu ạ Chị sẽ cho các bạn cùng với các bạn đi vào cái buổi đầu tiên Buổi đầu tiên của chúng ta trong cái lộ trình 10 buổi của chúng mình đó chính là chúng ta sẽ tổng ôn thơ Và đây các bạn có thể nhìn thấy cái bài thơ đầu tiên mà chị muốn nói với các bạn Và ngày hôm nay chị sẽ ôn cùng với các bạn về năm cái khổ thơ đầu cùng với các em Sẽ là, đây ạ, à, chị sẽ ôn cùng với các bạn về khoảng 4 đến 5 khổ thơ đầu Các em ơi, tập trung vào đây đã nhá Được không nào? Tập trung vào đây đã nhá các bạn nhá, tập trung vào đây đã Tại vì chị đang thấy là các bạn rất là phân tán một lát nữa thì đăng ký, cứ bình tĩnh, được chưa các bạn cứ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh tại sao mà các em lại cứ ào 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 ra thế ào ào để đăng ký các thứ mà không nghe chị giảng tiếp à Thì bây giờ không muốn nghe giảng đúng không không muốn nghe giảng thì thôi nhá chị kết thúc luôn nhá nhá không muốn nghe giảng thì thôi chị kết thúc luôn nhá không nói về bài sóng của nhà thơ xuân quỳnh nữa nhá một trong những bài thơ rất quan trọng nữa nhá sao lại bây giờ lại ai khóa sử khóa địa gì ở đây thế này hả các em ơi nào quay trở lại cùng với chị rồi rất là nhiều bạn muốn đăng ký nhưng mà các em phải bình tĩnh rồi chị chốt cho phương anh một khóa học <laughs> chị chốt cho các em mỗi bạn một khóa học được chưa nào các bạn ơi rồi chốt cho mỗi người một khóa học cứ bình tĩnh <laughs> bình tĩnh có mà hết chỗ ạ à. <laughs> trời ơi mấy cái đứa này nào có tập trung vào không tập trung vào tập trung lại tập trung lại một lát nữa thì thì ghép sau một lát nữa thì đăng ký sau cứ bình tĩnh rồi ngày hôm nay ở trong cái phần phát trực tiếp này chị muốn đi nhanh với các bạn về nội dung của bài thơ sóng trong bài thơ sóng của nhà thơ xuân quỳnh được chưa ạ được không được không nào à em đang làm đầy em đang làm đề về sóng luôn à em đang làm đề về sóng luôn Em đang làm đề về sắm luôn à Rồi để cho các bạn đi bình tĩnh đã Bình tĩnh đã Không có bạn đi vẫn cứ nhau nhau Tớ ghép với mấy tớ đăng ký với, với Thứ chị ơi em đăng ký với các kiểu Lại vẫn tiếp tục em đăng ký khóa học của chị nhé Trời ơi Tí nữa nhắn tin hết cho admin Nhưng mà bây giờ bình tĩnh quay trở lại với chị để chị giảng đã Nếu mà các bạn không tập trung lại Chị không giảng nữa đâu Chị kết thúc phần livestream này luôn đấy Nhá Chị kết thúc livestream này luôn đấy kệ các bạn đấy Không giảng nữa Mặc dù đây chị biết rằng bài sóng là một bài rất quan trọng Vì 11 năm chưa thi rồi nhưng thôi chị kệ các em Không giảng nữa kệ các bạn nhá Được không? Lại vẫn vẫn tiếp tục à? Hả? Thế thôi nhá Thôi chị kết thúc phần phát trực tiếp tại đây nhá các em nhá Lại vẫn mình ghép với Hôm nay đông vui thế Các bạn đi đang vui nhộn lắm các bạn ấy đang nhộn nhịp lắm nhanh không hết chỗ khóa học mà lại vẫn tiếp tục đăng ký thế nào vậy mọi người ơi rồi ok thể theo nguyện vọng của những người đang muốn học còn những ai mà vẫn tiếp tục đang gọi là khóa học khóa học thì cứ tiếp tục đi nhá rồi quay trở lại này làm sao để dỗ chị hiên đang dỗi hả à, mọi người <laughs> chị dỗi gì chị đùa các bạn thế chứ việc chị làm chị vẫn cần phải làm chứ được không rồi trước tiên chúng ta có nội dung buổi số 1 ạ à. Nội dung tổng ôn thơ ở đây ạ. À, chị đã vạch ra những cái ý chính nhất, không nói lan man và dài dòng nữa. Chúng ta thấy bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được viết vào năm 1967. Đúng không? Trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình và bản thân Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25. Đây là độ tuổi mà Xuân Quỳnh đã có tình yêu đầu tiên của mình rồi đúng không ạ à? và chắc chắn là những cái cung bậc cảm xúc gì à chắc chắn là những cái cung bậc cảm xúc trong tình yêu mà Xuân Quỳnh thể hiện trong bài thơ này uh, nó sẽ như thế nào nhỉ nữ tính hơn đúng không ạ à? và nó sẽ có nhiều những cái cảm xúc khác nhau hơn đúng chưa chúng ta thấy rằng là trong cái bài thơ này thì bao gồm 9 khổ thơ khổ thơ thứ nhất là khổ thơ nói về sự đối lập và đưa ra một cái thông điệp tình yêu vô cùng mới mẻ ở đây Chúng ta thấy rằng là nhà thơ Lưu Quang Vũ đã từng viết trong những vần thơ của mình Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cảnh nồi Nếu nằm mơ em của tay là chạm vào thùng gạo Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình Vâng, chỉ mấy thước vuông đó thôi Nhưng mà lại trở thành cái nôi tổ ấm Để cho Xuân Quỳnh viết được những bài thơ rất hay Và Lưu Quang Vũ thì trở thành một trong những cây viết sáng giá nhất của sân khấu kịch lúc bấy giờ phải không ạ à, Xuân Quỳnh ở độ tuổi 25 chưa quen Lưu Quang Vũ thế nhưng tất cả những cái gì ở độ tuổi 25 này lại là những cái cảm xúc mà sau này theo Xuân Quỳnh suốt cả cuộc đời của mình trong hơn 40 năm cuộc đời mà chị có sống và viết thơ à, chan chứa những cái cảm xúc yêu đương nồng nhiệt và lúc nào cũng dùng cái sự chân thành của mình để nói về tình yêu như vậy đó là Xuân Quỳnh đúng không ạ đó là Xuân Quỳnh ở trong cái khổ thơ thứ nhất này chúng ta bắt gặp về gì nhỉ à chúng ta bắt gặp về cái sự đối lập về một cái thông điệp tình yêu mới mẻ được truyền tải ở đây chúng ta thấy rằng là à ở đây thì trong đoạn thơ đầu tiên chúng ta có dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể ở trong bốn câu thơ này các bạn chú ý trước tiên là nhà thơ Xuân Quỳnh đã sử dụng cặp phạm trù đối lập bao gồm dữ dội, dịu êm, ồn ào và lặng lẽ để nói về những trạng thái đối cực của con sóng đúng không ạ? À? Khi mà trời yên bể lặng thì sóng dịu êm lặng lẽ, khi phong ba bão tố thì sóng dữ dội ồn ào. Và chúng ta thấy rằng là những cái trạng thái đối cực của con sóng này cũng chính là những cái trạng thái đối cực của tình yêu có ai mà bước vào tình yêu mà lúc nào cũng giữ trong mình một cái cảm giác mà nó bằng 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 như vậy đâu đúng không ạ buồn có vui có ghen tuông có giận hờn có và chính bởi là à, nó nhiều màu sắc như vậy thế nên người ta mới nói rằng là tình yêu là một cái phạm trù rất là bí ẩn mà sẽ phải tốn cả cuộc đời của mình để kiếm tìm đúng không nào rồi thì đó là những cái trạng thái đối gì ạ những cái trạng thái đối cực của tình yêu Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là bảy cái phần nghĩa chìm ở bên dưới ấy, chúng ta thấy đó là những trạng thái đối lập của người con gái khi yêu nữa. Em bảo anh đi đi xanh không dừng lại, em bảo anh đừng đợi xanh vội về ngay, lời nói gió thoảng bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế không nhìn vào mắt em. Hay là bởi vì là vô tình ta gặp nhau rồi vô tình thương nhớ, đời vô tình nghiệt ngã nên chúng mình yêu nhau. Vô tình nói một câu, thế là em hờn dỗi, vô tình anh không nói nên đôi mình xa nhau. Chẳng ai hiểu vì đâu, đường đời chia hai nhà, chẳng ai có lỗi cả, chỉ vô tình mà thôi. Vô tình suốt cuộc đời anh buồn đau mài miết, vô tình em không biết hay vô tình quên đi, được không ạ? À? Chúng ta thấy rằng là gì đây ạ? À? Chúng ta thấy có những cái trạng thái đối cực của tình yêu và những cái trạng thái đối lập của người con gái khi yêu ở trong này, đúng chưa nào? Các bạn ơi. Thôi nhá chị không không phát nữa nhá các bạn vẫn tiếp tục và chị chỉ thấy tất cả các bạn đang trọng tâm vào cái khóa học thôi mà chị đã bảo là các bạn dừng lại rồi cơ mà đúng không chị đã nói với các em là các em dừng lại rồi cơ mà tại sao các em vẫn tiếp tục inbox tớ với cả mình mình các thứ thế hả các em có muốn nghe nữa hay không hay là thôi nhá chị sẽ dừng cái phần phát trực tiếp tại đây nhá nếu như mà các bạn vẫn còn tiếp tục như thế này nếu như các em vẫn còn tiếp tục như thế này thì thôi chị sẽ không không tiếp tục giảng nữa đâu đấy nhá Chị sẽ không tiếp tục giảng nữa đâu đấy. Các bạn chú ý giúp chị đi, không 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 như thế này được đâu. Tại sao mà vào trong một cái phần mà chị đang giảng bài mà các bạn vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục cái phần đấy vẫn tiếp tục tớ với hạ cái thứ là sao ở mấy đứa này? Hả? Làm sao để nhớ được dẫn chứng? Rồi, chú ý giúp chị này, được không ạ? À? chúng ta thấy rằng ở đây đó chính là những cái trạng thái đối lập của người con gái khi yêu phải không ạ và chúng ta cũng thấy đây là cái nét tính cách đối lập ở gì ạ ở à, bên ngoài và trong cả trái tim của người con gái khi yêu nữa đúng không ạ bản thân người phụ nữ cũng có cái sự đối lập giữa bên trong và bên ngoài nếu như bên ngoài là những cái gì mạnh mẽ, là những cái gì độc lập Thì bên trong chúng ta có sâu thẳm trong trái tim của một người phụ nữ Là một trái tim rất là mềm yếu Đúng không ạ? Là một trái tim mềm yếu và lúc nào cũng cần sự trở che Thế nên là suy cho cùng Trái tim của Xuân Quỳnh hay là trái tim của bất cứ người con gái nào thì vẫn thuộc về phái yếu. Được không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là các bạn sẽ nhớ giúp cho chị ở trong cái câu thơ đầu tiên này. Khi các bạn phân tích thì các bạn sẽ chú ý vào ba phần nghĩa nổi ở đây. Nghĩa thực ở đây là những cái trạng thái đối cực của con sóng, đúng không ạ? Và chúng ta có bảy phần nghĩa chìm ở đây là những cái trạng thái đối cực của tình yêu, là những cái trạng thái đối lập của gì ạ? Người con gái khi yêu và cái sự đối lập và cái sự đối lập giữa bên trong và bên ngoài của người con gái nữa. Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị cái này nhé bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng ở trong khổ thơ thứ nhất này chúng ta cũng thấy là rõ ràng là nhà thơ xuân quỳnh đã sử dụng cái từ và ở đây để thể hiện mối quan hệ song hành những trạng thái đối lập này thì thường không đi thường gì ạ thường lúc nào cũng sẽ đi liền với nhau không tách rời nhau và tạo ra những cái cảm xúc vô cùng đặc biệt trong tình yêu đúng không ạ sử dụng từ và ở đây được không rồi các bạn sẽ lưu ý giúp chị cái này nữa đó chính là hai cái câu thơ cuối á ở trong cái phần này ở trong cái khổ thơ thứ nhất này đó là gì sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể chúng ta thấy rằng ở đây thì rõ ràng là xuân quỳnh đã đưa tới một cái thông điệp tình yêu vô cùng mới mẻ chủ động buông bỏ những cái giới hạn chật hẹp tầm thường là sông để tìm ra biển lớn tình yêu bởi vì là gì ạ tìm tới cái tình yêu đích thực trong cuộc đời mình là biển là đại dương sông ở đây là chỉ những cái giới hạn chật hẹp nhỏ bé bể ở đây là biển là đại dương bao la là nơi có muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu và sóng không chấp nhận được cái giới hạn chật hẹp của sông sóng tìm ra biển lớn để tìm về với cái tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình thế nên là xuân quỳnh mới viết sông không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể chúng ta soi chiếu cái hình ảnh của sóng vào hình tượng em thì chúng ta thấy rằng là ở trong những cái vần thơ này bản thân xuân quỳnh đã đưa tới một cái thông điệp đó chính là gì ạ à, à bản thân em cũng vậy em là một người sẵn sàng chủ động theo đuổi tình yêu của chính mình nếu như cái hạnh phúc của em ở thời điểm hiện tại em cảm thấy có những cái sự chật hẹp Đúng không ạ? À? Có những cái sự tầm thường thì em sẵn sàng buông bỏ những cái sự tầm thường và nhỏ bé đó ở lại. Quan trọng nhất là để em theo đuổi, tìm đến anh, tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình. Đặt vào cái bối cảnh ra đời trong những năm tháng bấy giờ là năm 1967 thì chúng ta thấy rằng là à bản thân Xuân Quỳnh đã đem đến cho đã đem tới cho chúng ta một cái thông điệp rất là hiện đại rất là chủ động, rất là mới mẻ đó là dù là phụ nữ, dù là con gái thì chúng ta cũng sẽ có cái sự chúng ta cũng có cái sự bất phá, chúng ta cũng có cái sự chủ động trong tình yêu. À, đây không phải là lần đầu tiên mình cũng đã từng viết trong những vần thơ của mình rằng là gì ạ? À em ghét gì tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên, con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió. Tôi yêu dòng sông mùa nước lũ, sông phá phách ngàn đời nhưng vẫn đỏ nhưng vẫn đỏ lặng phù sa hay là gì ạ? Chẳng sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người Tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm. Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng. Có nghĩa là bản thân Xuân Quỳnh lúc nào cũng rất là chủ động trong tình yêu của chính mình, đúng không ạ? À? Chủ động nhưng vẫn giữ được cái sự duyên dáng, vẫn giữ được cái sự nữ tính, đó là cái điều đặc biệt chúng ta nhìn thấy từ phía Xuân Quỳnh. Ok chưa? Rồi, thì ở đây các bạn thấy là ở trong những cái phần này á, đây là tất cả những cái tài liệu về các cái tác phẩm. Được không nào? Chúng ta ôn xong chúng ta sẽ ôn về Tây Tiến này chúng ta sẽ ôn về đây là tây tiến này chúng ta sẽ ôn về việt bắc này được không ạ à? tức là trong cái phần này là chúng ta sẽ làm hết giống như cái phần này như chị đã nói cái bar em này ở đầu Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ làm hết cái phần barem này ở đầu. Ok chưa nào? Vậy thì nếu như mà các bạn mà à, có những cái băn khoăn gì về khóa học này nữa thì các em hoàn toàn có thể nhắn tin cho admin Fanpage Học Văn trị Hiên nhá. Còn bây giờ thì đã là 5 giờ rồi, chị chuẩn bị có lớp 2 phút nữa là chị có một lớp rồi. Nên là chúng mình sẽ tạm thời dừng cái phần phát trực tiếp tại đây nhá. Ngày mai chị sẽ lại quay trở lại cùng với các bạn. Ok chưa nào? Nhá. Cái phần liên hệ thì chúng mình phải cho phù hợp hồng nhật ạ, không nên cho quá nhiều. Bây giờ viết được cái phần nội dung chính là cái phần trọng tâm mà lại viết được có 3 phần mà viết cái phần liên hệ tận 7 phần thì làm sao mà được đúng không ạ? Cái phần liên hệ mở rộng nó chỉ chiếm khoảng 20% bài viết của chúng ta thôi. Nên là trọng tâm nhất vẫn sẽ phải là cái phần kiến thức chính của chúng mình ok chưa ạ rồi các bạn ơi có nghĩa có có lẽ là chúng mình sẽ tạm thời uh, dừng lại tại đây nhá và chúng mình sẽ gặp lại nhau sau thêm một cái nữa chị lưu ý đối với các bạn là trong cái khóa học 10 ngày thì chúng mình sẽ được chấm và chữa bài thế nên chị chị hy vọng là các bạn chị mong là các bạn sẽ không tức là sẽ giảm thiểu cái tình trạng mà các bạn cứ đăng ký với một ai đấy kiểu cùng khóa học ấy thế xong là cuối cùng là tranh nhau chấm và chữa bài nhá cố gắng trong giai đoạn này thì <laughs> có bạn nào muốn rồi Thế nên là các bạn sẽ cố gắng là mỗi người sẽ có cho mình một cái khóa học riêng Để có thể học được hiệu quả nhất nha Ok chưa nào Cảm ơn các bạn vì đã xem phần livestream ngắn của chị ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo nhé Bye bye Xin chào và hẹn gặp lại các bạn